Ban Thường vụ Quyền Quỹ Cần Chuột vừa công bố quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Hà Bích Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Phước Lâm, đồng thời trao quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thanh, Phó trưởng Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân Quyền đến Đảng ủy xã Phước Lâm công tác và chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2023. Quỹ ban nhân dân huyện Tân Hưng cũng vừa công bố quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Trần Thanh Minh, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện. Theo quyết định, ông Trần Thanh Minh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2023. Đồng thời quyết định phân công bà Nguyễn Thị Liễu, Phó trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện, phụ trách phòng văn hóa và thông tin kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2023.